Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Erica Capital Channel. Trong video này thì Erica sẽ review, phân tích kỹ thuật cái diễn biến giá của 100 mã cổ phiếu quan tâm và tính từ tình hình thị trường từ ngày 18 tháng 10 năm 2021. Hy vọng video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một cái góc nhìn, một cái khía cạnh để đưa ra các cái quyết định phù hợp với cái vị thế của mình. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Cái danh mục Eureka One. Đây là diễn biến giá của cổ phiếu DVP Cảng Đình Vũ. Thì như các cái lần Erica có review trước ấy, thì Cảng Đình Vũ có những cái nhịp khá là tích cực đó. Và với cái mốc hỗ trợ ở vùng 53 đấy, thì Cảng Đình Vũ cho chúng ta thấy là trong một tháng qua thì Cảng Đình Vũ DVP cũng diễn biến giá trên thị trường không bị rơi qua cái mốc này đó, và đang tiến về cái vùng đỉnh cũ. Đây, 56, 54. Đó. Thì Eureka nghĩ rằng nhà đầu tư đang có Cảng Đình Vũ thì các bạn có thể tiếp tục nắm giữ, chờ Cảng Đình Vũ vượt 58.9. Đó, vượt được mốc này thì Cảng Đình Vũ sẽ tiến lên cái miền 60.3 và thậm chí là lên cái miền đỉnh cũ 61.6. Đó, thì những ai mà đang nắm giữ Cảng Đình Vũ thì Erica khuyến nghị rằng là các bạn nên tiếp tục nắm giữ. Tiếp theo của Cảng Đình Vũ chính là mã TDM. Mã TDM thì có những cái diễn biến nó hơi mạnh đó, nhưng mà cũng chưa đi quá các cái mốc giới hạn. Đấy, thì việc mà TDM dao động ở như quanh cái vùng đỉnh này là cần thiết để cho có một cái sức khỏe và một nền tảng vững chắc trước khi bứt phá, break ra khỏi cái vùng đỉnh này. Đấy, vượt 32.2 thì khả thi TDM lên được miền tầm khoảng 33-36. Đấy, thì chúng ta cùng chờ đón mã này xem sao. Tiếp đến là mã VIC. Mã VIC đã có nhịp vươn lên đó, nhưng mà cái sự vươn lên của mã VIC mới chỉ lên được cái vùng 93 thôi, chứ chưa vươn được xa. Erica thử xem nào. Đây, VIC trong thời gian vừa rồi thì VIC mới chỉ vươn lên được vùng 93-94 thôi, chứ chưa lên được hẳn cái mốc 95. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ thôi ạ. Cái mốc chạm lên được cái miền 95 thì cũng sẽ cần phải pullback lại, test một chút trước khi có những cái dấu hiệu, những cái lực để vượt lên. Thì VIC, Rakaga nghĩ rằng là VIC sẽ cần thời gian để có thể vươn lên được cái vùng 95.2. Đấy, còn lại thì hiện nay đang test lại cái vùng 92.4. Nếu mà vẫn trụ vững được mốc 92.4 thì VIC có khả năng chạm lên 95.2. Đấy, cứ dao động quanh cái mốc này cho tới khi nào mà VIC vượt lên hẳn cái mốc 95.3 ấy, thì VIC sẽ vươn dần lên cái mốc từ 99 đến 100. Đó, còn mà mạnh mẽ hơn nữa thì tầm 109. Ở trong cái phạm vi nhìn view dài hạn hẳn ra thì VIC có cái mốc mà sideways Erica có chia sẻ rất nhiều video rồi, đó là từ 85 đến 113. Không cần quá nhiều cái thông tin nó ảnh hưởng nghiêm trọng hay là có tác động sâu sắc tới tình hình lợi nhuận cũng như là các cái lĩnh vực kinh doanh mới của VIC thì cái việc sự dao động tự nhiên của VIC có thể dao động trong cái biên độ từ 85 đến 113. Đấy, thì quý vị và các bạn cũng lưu ý như vậy. Còn trong cái phạm vi ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là cái mốc cầm cự của VIC chính là 92.4 và cái mốc mà muốn chạm đến của VIC chính là 95.3. Nếu mà vượt được mốc đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy VIC về miền 99.
Đấy là đối với ngắn hạn. Tiếp đến là đối với VRE. VRE cũng đang cho thấy các cái nhịp nỗ lực vượt ra khỏi channel và tiếp tục sideways ở một cái biên rất là hẹp từ 30,3 đến 30,8. Đấy, làm sao đấy để vượt lên khỏi cái mốc 31. Vượt lên được 31 thì VRE lại tiếp tục có một cái mốc khó nữa là ở 31,6 và 32,1. Đấy thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ VRE với những cái tín hiệu mới hơn. Là còn hiện tại thì VRE ở cái vùng giá này là cái vùng tiêu chuẩn để nhà đầu tư có thể mua được 3 nấc giá với cái mức giá bình quân là tầm khoảng 30,3. Đấy thì đấy cũng là một cái điểm nhà đầu tư cần lưu ý, bởi vì đối với VRE thì chúng ta đa số những nhà đầu tư còn nắm giữ VRE hay thậm chí là mua thêm VRE ở cái giai đoạn mà toàn bộ các trung tâm thương mại của VRE bị đóng cửa do dịch Covid làn sóng thứ tư. Đấy, trong vòng 4 tháng thì những tin tức xấu nhất và những kết quả kinh doanh xấu nhất ở thời điểm đấy là ai cũng có thể nhìn thấy và có thể cảm nhận được những cái khó khăn của VRE có thể xảy ra rồi. Đó, và cái mức giá thấp nhất của VRE khi đó là tầm khoảng 25,9 hoặc là 26,1. Đó thì chỉ có một trong hai nấc đó. Đó thì ở đó vẫn có những cái nhịp bắt đáy và cho tới nay thì đa số người nghĩ rằng đó là những nhà đầu tư nhìn, một là nhìn rất dài, hai là muốn đồng hành sâu sắc với doanh nghiệp này. Đấy, do đó cái nhịp thời gian sắp tới có thể VRE sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiếp đến sau VRE thì chúng ta có mã DRC. DRC trong phiên hôm nay cũng có cái nhịp giảm khá là mạnh. Đấy, chỉ thiếu nước là bị sàn thôi. Đấy thì không bị sàn. Tin tức ra thì có một tin báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 không được tích cực cho lắm so với cái kỳ vọng của mọi người. Đó cho thể hiện rằng cái lợi nhuận bị giảm so với cùng kỳ năm ngoái là tầm khoảng 50%. Và DRC có thông báo giải trình là sự chênh lệch này đó là do cái việc Covid diễn biến dẫn tới là chi phí xuất khẩu bị tăng cao, bào mòn cái biên lợi nhuận của các sản phẩm xuất khẩu của DRC. Đó dẫn đến là cái quý 3 có kết quả kinh doanh đi xuống so với lại cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì cái lợi nhuận tài chính của DRC cũng tăng. Đấy, do đó cái lợi nhuận mà từ cái hoạt động kinh doanh cốt lõi của DRC trong quý 3 tự nhiên do cái yếu tố dịch bệnh tác động đã khiến cho DRC bị bào mòn lợi nhuận, dẫn đến sụt giảm lợi nhuận. Đấy thì chúng ta cùng tiếp tục quan sát DRC ở trong quý này. Tin xấu ra rồi, đấy, và cái phản ứng của mọi người hôm nay đối với mã DRC này là bán gần sập sàn. Đó, và phiên đóng phiên thấp nhất ngày. Đấy thì chúng ta cùng xem tiếp là diễn biến của ngày mai thì DRC có cái nhịp phục hồi hay là nhịp thay đổi suy nghĩ nào không. Đấy, nhưng mà ít nhất trong cái phạm vi như hiện nay thì Erika thấy là nó cũng khá là xấu đấy. Này, và cái mốc hỗ trợ của DRC ở hiện nay là chúng ta sẽ lấy cái mốc 31 là mốc hỗ trợ mà tương đối ổn của DRC. Đấy, còn nếu mà DRC không giảm nữa, đấy tức là chỉ rơi về vùng 32 này thôi, thì xem như là DRC đã hấp thụ được hết cái tin tức xấu từ kết quả kinh doanh quý 3. Đấy, còn nếu mà DRC tiếp tục giảm mà giảm thủng 31 thì cái tín hiệu DRC bị phân phối là rất cao. Đấy thì nhà đầu tư đang nắm giữ DRC chú ý cái mục này nhá. Chú ý quan sát diễn biến của ngày mai. Rồi bây giờ chúng ta sang TDM. TDM thì Erica có vừa chia sẻ rồi. Đấy, TDM thì đang có một cái mốc hỗ trợ hiện nay là 31,1. Vượt được 32,2 thì chúng ta sẽ tính chuyện là vượt 33.
Nói chung là Eureka nghĩ rằng đây là một mã mà có rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đấy, chỉ là chưa hấp dẫn được dòng tiền nên là cái khối lượng thanh khoản của TDM đang chưa được tốt, cộng với các bước giá đấy cũng đang khác nhau. Thành ra những nhà đầu tư lớn họ chưa vào để đầu tư TDM được. Đấy thì chúng ta phải chờ thời gian. Khi mà thanh khoản tốt hơn thì TDM có thể sẽ dễ dàng bứt phá hơn. Còn hiện nay như Eureka chẳng hạn, Eureka đầu tư vào TDM là chủ yếu cái nhìn dài hạn. Do đó việc TDM đi vòng quanh á, thì Eureka đã khá là quen thuộc rồi. Và thì với cái việc này, thì Erika nghĩ rằng là không không có vấn đề gì lớn cả. Erika vẫn tiếp tục nắm giữ, và với cái kỳ vọng là tầm khoảng 2 năm thì TDM có thể đem lại lợi nhuận tầm khoảng 60%. Thì tiếp tục chúng ta đi sang mã VIC. VIC như Erika có chia sẻ thì VIC cũng đấy vượt qua mốc 92,5 là một một điểm tốt, và cái mốc chờ đón cần phải chạm được đến là mốc 95,2. Và sau khi chạm được cái mốc đấy thì VIC có thể đi quanh cái mốc là 92,5 đến 95. Đấy thì nhà đầu tư chú ý VIC. Khi mà VIC đi được như vậy thì đó là một cái tín hiệu tích cực. Đấy, dao động quanh cái mốc đó và tiếp tục tìm lên. Nếu mà vượt lên được 99 thì tốt. Đó. Rồi tiếp đến sorry. Tiếp đến là mã VRE. Mình nói có nhầm không ấy nhỉ? VRE vừa vượt qua, đang chờ vượt qua mốc 31. Mình đã bị nhầm. Bây giờ đến mã PVT. PVChain cũng có những cái tín hiệu tích cực khi mà đã vượt được đỉnh rồi. Vượt được mốc 24,9 và đang đọng lại ở mốc 25,4. Đấy, trong phiên thì có nhiều lần cố vượt lên mốc 25,7 nhưng mà vẫn chưa thành công. Thì chúng ta tiếp tục chờ. Trong cái nhịp mà đi phục hồi mạnh mẽ từ đáy như thế này thì thường sẽ không dừng lại ở 25 mà sẽ lên một vèo tầm khoảng 27, 28 gì đó. Nên là nhà đầu tư cứ tiếp tục chờ đón các cái bước đi tiếp theo của PVT. Đó, cái phạm vi dao động của PVT cũng khá là ngắn, chỉ trong khoảng vi tầm khoảng 7 lai thôi. Thế thì đấy cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực của PVT khi mà giao dịch những cái thân nến nó rất là ngắn và thắt chặt nhau. Đấy, thì Erika thì kỳ vọng rằng PVT sẽ có một cú hích để vươn lên tầm khoảng 28. Thì chúng ta tiếp tục chờ đợi nhé. Tiếp theo PVT thì có DCM. DCM sau khi vươn lên được cái mốc vượt 32, 33 ấy, thì đã có những nhịp quay trở lại. Như hôm nay DCM đã quay trở lại khá là sâu đây, về đến tận 31. Thì nhà đầu tư nếu mà đã có lãi DCM rồi thì có thể cân nhắc chốt lời ở những cái vùng này. Đấy, còn không ấy, nếu mà nhà đầu tư mà xác định nắm giữ thì chúng ta xác định là DCM có thể về đến cái vùng 29,4 và tích lũy ở những cái vùng từ 29 đến 33. Đấy là trong trường hợp khỏe nhé. Tích lũy một thời gian dài từ 29 đến 33. Đó, để tạo nên được một cái nền mới trước khi có thể nghĩ ra một cái nước đi nào đấy mới hơn. Đấy thì câu chuyện của DCM ngoài cái việc là lợi nhuận năm nay tốt ra, đấy đã phản ánh khá là nhiều vào giá rồi. Thì để mà tăng tiếp thì DCM sẽ cần đến cái sự trợ giúp cuối cùng, đấy chính là sự thoái vốn từ Tổng Công ty Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đấy, PVN là phải có cái sự thoái vốn từ PVN thì đó mới là cái động lực chính để giúp DCM có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Đấy, còn nếu mà tin tức đó hoặc là cái quá trình mà thoái vốn của PVN vẫn thấp thì cái việc mà DCM dao động sideways ở cái vùng từ 29 đến 33 lại càng có cái cơ hội để dao động lâu hơn. Rồi, bây giờ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sau DCM là DMC.
DMC có cái nhịp về 63.1 nhưng mà chưa thành công. Đấy, sau một hồi tích lũy khá là sâu. Đấy, nhưng mà đối với DMC, DMC Domesco dược phẩm thì hiện nay cái vùng này này đang là cái bên kia của trend, tức là đang đang trong cái xu thế là uptrend, thoát ra khỏi cái kênh channel giảm giá của 3 năm trước đó rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta Erica nghĩ rằng là bởi vì cái thanh khoản của DMC khá là thấp, đấy nên là ai đã nhỡ có hàng rồi và đang lãi, dù lãi nhẹ thì chúng ta tiếp tục nắm giữ để chờ xem các cái nước đi tiếp theo của DMC. Đấy, bởi vì nhìn một cái cách chung dài hạn thì DMC đang sang cái bò sang cái channel tăng giá rồi và đã bứt phá ra khỏi cái channel giảm giá. Thì sau một thời gian chờ đợi khá lâu thì không có lý do gì để chúng ta từ bỏ DMC ở lúc này. Thì Erika khuyến nghị nhà đầu tư mà đã có DMC tiếp tục nắm giữ. Tiếp đến cũng là một công ty dược phẩm IMP. Đấy, thì IMP cũng có trong cái list danh sách bắt đáy của Erika, thì Erika có khuyến nghị nhà đầu tư mua IMP ở như cái vùng đâu đấy tầm khoảng 70. Đấy, và nếu mà xuống được vùng 6x thì mua tiếp. Đấy, thì đấy là đối với IMP, và IMP cũng gặp câu chuyện của DMC, đó là không có nhiều thanh khoản. Đấy, thì thành ra là nhà đầu tư mua ấy, thì chúng ta sẽ có cái kỳ vọng nhìn dài hạn hơn. Đấy, IMP thì cũng đang trên đường trở về cái đỉnh của năm 2007. Đó, cái đỉnh đó nằm đâu đấy ở như vùng 9x, 94 cơ. 9x, đó, còn bây giờ mới đang ở vùng 7x thôi. Cái vùng này là cái vùng rung lắc của ngày xưa. Đấy, thì chúng ta nắm sơ sơ như vậy. Thì theo quan điểm của Erika thì đối với IMP thì nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cho dài hạn tốt, và trong ngắn hạn thì cũng đang có diễn biến tích cực. Tiếp đến là VNR. VNR công ty tái bảo hiểm thì gặp một cái tình trạng là sau khi tăng quá mạnh thì bây giờ đang tích lũy sâu và khá là lâu. Đấy, thì với những nhà đầu tư mà đã lãi sâu rồi thì có thể cân nhắc chốt lời. Đó, mua từ 22 chẳng hạn mà bây giờ đang là 40 thì nhà đầu tư lãi được khoảng 8-90%. Thì đấy cũng là một cái mức lãi khá tốt rồi, thì có thể cân nhắc chốt lời ở đây. Đó, còn nếu đã nắm giữ thì vẫn nên cho mình một cái mốc stop chốt là ở đâu đấy tầm khoảng 38, thủng 38 thì nhà đầu tư nên bảo toàn lợi nhuận. Đấy, còn mà vượt 41 thì nhà đầu tư có thể cân nhắc nắm giữ. Này, thì có một số cái mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Tiếp đến là mã ABI, bảo hiểm của Ngân hàng Nông thôn. Doanh nghiệp này thì có cái sự phục hồi đang tốt hơn mã chúng ta vừa nhìn, mã mã gì Erica vừa nói xong lại không nhỉ, tức là cái mã Vinare đấy, VNR. Cái mã này thì lại có diễn biến tích cực hơn VNR, đó bởi vì cái sự tăng giá của ABI nó cũng chậm rãi hơn và cũng có những cái nhịp chỉnh ở trước đấy chứ không tăng một cột thẳng đứng. Đó, thì với cái phần thể hiện của ABI như hiện nay thì chúng ta thấy ABI có cái mốc cản ở 66.7 và mốc hỗ trợ ở 63, 63.6. Đấy, thì chúng ta chắc là nên nắm giữ để xem xét thêm ABI. Đấy, để xem là có thể vượt lên được cái vùng đỉnh cũ không. Tiếp đến chúng ta sẽ chờ xem MIG. MIG cũng là một doanh nghiệp mà có diễn biến giá khá là tốt. Đấy, đang trong cái thế tích cực. Và với cái thế này thì có thể cũng lên được tầm 28-30. TNH. TNH là công ty của trên Thái Nguyên, nó về lương thực ấy. Đấy, thì TNH cũng đang giao dịch ở những cái vùng đỉnh, nhưng mà cái vùng đỉnh này tương đối là nặng nặng nề nên là nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý.
để cái mốc kháng cự khá là cứng của TNH đó chính là mốc 41.5. Đấy thì nhà đầu tư cân nhắc, còn nếu mà thủng cái mốc 39.7 thì nhà đầu tư cân nhắc bán. Tiếp đến là Dược Việt Nam. Dược Việt Nam thì sau cái phiên rơi khá là sâu á, không có báo trước, thì bây giờ Dược Việt Nam đang có một cái nhịp phục hồi kỹ thuật, sau đấy là đang test lại. Đấy, nếu mà Dược Việt Nam mà trụ vững được cái mốc ở phía dưới này 24 không rơi nữa thì Dược Việt Nam đi vào trong cái thế gọi là khá tốt. Đấy, nó có thể đi lên được tới cái vùng 28.2. Đấy, còn nếu mà bị thủng 24 thì nhà đầu tư lại nên thận trọng. Đấy, thì đấy là Dược Việt Nam. Tiếp đến một mã nữa, TRA. TRA đang để một list toàn là dược nhỉ. Đấy thì TRA hơi khó, đang nằm ở như cái vùng thấp nhất của TRA. Đối với thấp nhất trong phạm vi 10% như vậy là cũng tạm. Nếu mà chúng ta mua dài hạn thì chúng ta có thể xác định mã này là mua dài hạn thì chúng ta có thể giải ngân 1 phần 2 rồi, à 1 phần 3 hoặc là 1 phần 4 cổ phiếu. Còn nếu mà rơi được về 80 thì mua tiếp, rơi tiếp nữa thì mua tiếp. Đấy thì đấy là đối với các cổ phiếu này. Còn DG World thì Erica đánh giá rằng mã này đã tăng khá là mạnh rồi, cần một cái nhịp củng cố, cần phải giảm một chút đấy, và phải giảm thủng 108.7 nghìn đồng thì như thế cái lực sau này của DG World mới mạnh được. Còn nếu mà DG World cứ tiếp tục giao dịch ở những cái miền cao mà trong cái biên độ cũng như cái khối lượng nó không cao thì sẽ dẫn đến rất là nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nên là chúng ta cần một cái nhịp chỉnh sâu hơn mốc 108.6 mà nó có thể về 102.05 chẳng hạn. Đấy thì nhà đầu tư chú ý DG World nhé. Chúng ta hiện tại trong cái thời điểm này không phải là thời gian tốt để nhà đầu tư gia nhập mã cổ phiếu này. Đó, chúng ta cần phải chờ thêm thôi. Tiếp đến phía sau DG World là VAA. VAA thì cũng có những cái diễn biến khá là phức tạp, sideways vào vòng vo. Với cái mức hiện tại thì cả xem nào, 4, thủng 41 rồi, không, thủng 40.6. Nếu mà trụ được 40.6 thì là tốt. Đấy, còn nếu mà thủng 40.6 thì có khả năng VA sẽ bị trượt về tận vùng 40. Đấy thì chúng ta cùng chờ đón xem sao. P&J đang có một cái nhịp pullback sau cái cản 102.5 khá là khoai, khá là mạnh. Đấy thì đang pullback về 98.8. Thì chúng ta chờ xem P&J trong cái nhịp này có gọi là cầm hơi ở như cái vùng 9899 được hay không. Đấy, còn mà rơi quá sâu thì tự nhiên cái biểu đồ của P&J lại hơi hơi không đẹp, hơi xấu. Đấy thì chúng ta tiếp tục chờ một chút. Tiếp tục nắm giữ để chờ các cái động thái mới của P&J. P&J xét sơ lược về yếu tố cơ bản thì P&J rất là tốt, đặc biệt là trong cái việc thị trường Hồ Chí Minh và thị trường Hà Nội đã bắt đầu được hoạt động trở lại với các nhóm mặt hàng không thiết yếu trang sức. Đấy thì hy vọng là P&J sẽ đón được cái sóng làn sóng mua bán lẻ thời trang cuối năm. Đấy thì chúng ta cùng chờ đón nhé. Rồi sau P&J sẽ là MWG. MWG có cái diễn biến đang tích cực hơn so với lại DG World. Đấy, bởi vì cái cách xếp và cách sắp xếp các cái cột nến của MWG cũng ở chừng mực hơn. Nếu mà MWG tiếp tục duy trì được ở quanh cái mốc 130 này và không thủng sâu hơn, nếu mà thủng về 125 thì MWG lại trở thành xấu. Đấy, còn nếu mà trụ vững được cái mốc 130 thì MWG có khả năng tăng trưởng lên miền 140 đến 160. Đấy thì chúng ta cùng chờ đón. Ở một cái diễn biến cơ bản khác thì MWG vừa thành lập cái chuỗi Top John. Top John này là để phân phối hàng
của Apple. Đó thì các cái mặt hàng của Apple cũng được người dân Việt Nam rất là ưa chuộng, đặc biệt là iPhone và iPad. Đó thì chúng ta sẽ cùng chờ đón diễn biến tiếp theo của MWG. Ở trong cái màn hình này thì Raka nhìn là MWG đang trong thế tích cực nhiều hơn là tiêu cực. FPT đang có nhịp tăng trưởng tốt. Thế thì chúng ta chờ xem là sau cái nhịp mà test từ 98, 99, 100 đó, mãi mà chưa có thủng và cũng chỉ giao dịch trong phiên có một điểm thôi. Đấy thì với cái đồ thị dạng này thì Rika đang kỳ vọng FPT chạm được cái miền 104. Thế thì chúng ta cùng chờ đón xem. SGP, công ty cổ phần cảng Sài Gòn, cũng có nốt nhịp phục hồi tốt giống như kiểu của cảng Đình Vũ vậy, thậm chí là tốt hơn cảng Đình Vũ một chút. Đấy nhưng mà cái biểu đồ mô hình này là nó khác nhau. Để hỗ trợ cái kháng cự của SGP là 39.6.7. Nó còn hỗ trợ kháng cự của SGP là 39.7. Còn hỗ trợ của SGP là 37. Đấy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là SGP sẽ đi như thế nào trong miền này. Còn nếu mà SGP mà vượt thẳng mốc 39.7 thì nó có thể lên vùng 4, 41, 43. HAH cũng đang có diễn biến tốt. Đang trở về vùng đỉnh rồi, tầm 74, 75 cũng như Erika có chia sẻ từ tuần trước rồi. VPG, công ty này cũng ghê quá. Cũng vẫn tiếp tục tăng trưởng thôi, thì chúng ta đứng ngoài trông vậy. PTB cũng tăng trưởng lên một cái miền cao mới. Tiếp đến là PDPM cũng tăng trưởng lên một miền cao mới. DHC, Đông Hải Bến Tre. Công ty này đang có nhịp pullback này. Xem nhịp pullback này hợp lý. Đấy thì nếu mà pullback được 10% thì nhà đầu tư sẽ giải ngân nhé, cân nhắc giải ngân. Đấy, đây. Cái mốc hỗ trợ là 90.9 nhưng mà chúng ta có thể chờ về tầm vùng khoảng 90 hoặc là 88. Đó để mình có được cái giá mua tốt hơn. Giá mua tốt hơn và hợp lý hơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ no. Hơi khó à ha. Phú Tài đang vượt lên rồi, xuất sắc. Đấy, DHC này chúng ta sẽ chờ nhá. Đông Hải Bến Tre, công ty này chuyên về sản xuất giấy và giấy này là giấy kiểu để làm ra các cái thùng màu vàng vàng ấy để vận chuyển hàng hóa. Đấy thì đây là một một cái sản phẩm mà nhu cầu tăng cao. Thế thì chúng ta cùng chờ thêm, và chính bản thân Đông Hải Bến Tre cũng khá là chú trọng trong cái việc mở rộng xưởng sản xuất. Đấy thì cái nhu cầu nhiều và họ đã quản lý được các cái chi phí rồi thì họ tiếp tục mở rộng quy mô. Đấy thì chúng ta có thể trông chờ được. Dabaco thì với cái tin giá thịt có thể sụt giảm ấy. Đấy, trưa nay thì Erika có nghe bản tin tài chính thì trước cái tình hình mà cái nhu cầu và giá thịt lợn hơi đã giảm thì cái điều này sẽ tác động khá là lớn đối với lại Dabaco. Đó, thì cái việc là Dabaco có thể tiếp tục sụt giảm là có thể xảy ra thì nhà đầu tư chú ý. Đây là một mã mà có diễn biến không được tích cực cho lắm. Đấy. Những ai đang nắm giữ thì có thể phải cân nhắc là stop loss nếu mà chờ cái điểm ra thôi. Vì cái cây nến này nó khá là xấu. Chờ ra đâu đấy ở vùng 575. PGV, công ty phát điện 3. Sau một thời kỳ tăng rồi giảm khá là mạnh. Đấy thì PGV đang có những cái bước test. Test ở đây là test mốc tầm khoảng 28 287 287. Đấy, test cái mốc này. Nhìn chung là khá là khó. Ở đây thì Erika chỉ kỳ vọng là trong ngắn hạn thì nó sideways được trong cái vùng từ 28,7 đến 30,8. Đấy, thì chúng ta cùng chờ xem sao. Còn nếu mà qua được cái bước ngắn hạn đó
một trong hai điểm break thì nó sẽ ưu tiên đi theo cái phe mà gây ra break khỏi cái vùng sideways đấy. PC1 cũng khá là ổn này. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề, đấy chính là nếu mà thủng 37.9 thì nhà đầu tư cũng nên thận trọng với PC1. Bởi vì PC1 cũng có một thời gian tăng khá là mạnh rồi. Đấy, chúng ta chờ xem sao nhé. PAO cũng đang có những cái màn test khá là sâu về đến tận 12.3. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ thôi. Còn trong cái phạm vi này thì Rika nghĩ rằng cái mốc test này để xây nền thì nó cũng là hợp lý. RE, hôm nay RE có một cái bước tiến mới là đi dò cái đỉnh mới ở đâu đấy tầm 74.9. Đấy, và đọng lại ở cái vùng đấy khá là lâu thì đúng hơn. Thế nhưng mà cũng có một cái nhịp test, nhịp sẽ có một cái nhịp test nào đấy ở cái vùng xa hơn. Nhưng mà với RE thì Erika vẫn đánh giá đây là một mã có nét khủng đáng yêu. Mỗi lần tăng là tăng phi mã tăng rất là mạnh. Thế thì chúng ta đang có hàng rồi thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi ạ. BR, đó, BR đang tiến về cái vùng 25. Đấy, thì chúng ta cũng chờ BRR với các cái diễn biến tích cực khả quan từ việc giá dầu tăng. Để cái nhu cầu về năng lượng khí đốt ngày càng tăng, đấy thì BR sẽ được hưởng lợi. GVR cũng đang có tiến triển tốt khi mà đang cố vươn mình về cái vùng đỉnh. Đấy, thì chúng ta cũng chờ xem, nếu mà vượt đỉnh 40 thì GVR sẽ lên được tầm miền 44. VCS cũng đang cho những cái nét tích cực khi mà qua vài lần test cái vùng đỉnh 130 thì VCS cũng đang có những cái bước đột phá mới, thì chúng ta cùng chờ xem. Với VCS thì có khả thi chạy lên miền 145-150 đó. Đấy, thì nhà đầu tư chú ý. DGC thì đang có những cái thông tin về chào bán và về cái giá tầm khoảng 8 phẩy mấy triệu cổ. Đấy, và với cái mức 8 phẩy mấy phần trăm. Đấy, và mức chào bán là 152.000. Đấy, thì nhà đầu tư cũng cân nhắc xem sao nhé. Đấy, thì Đức Giang với cái tình hình hiện tại thì nó đã vượt qua được cái mốc phục hồi kỹ thuật thông thường rồi. Để bây giờ chúng ta chờ xem các cái nhịp test vòng vo xem DGC có vượt lên cái vùng đỉnh nữa hay không. Tiếp đến là SMC. SMC công ty thương mại. SMC đây cũng là một công ty mà nó có tăng trưởng khá là tốt. Đấy, thì chúng ta cùng chờ xem sao. SMC, có ai hỏi mình SMC không nhỉ? Hình như cũng có đấy. Ngày xưa chị nhà đầu tư thân thiết cũng hỏi về mã này. Đấy, nhưng mà cái sự dao động của SMC là khá rộng, để khiến cho mọi người liên tục rơi vào cái cảm giác gọi là mừng rỡ. Sau đấy thì là vô cùng nuối tiếc, sau đấy lại mừng rỡ. Đấy, nhưng mà ít nhất là trong cái xu thế của nó thì cứ mừng rỡ nuối tiếc, cứ mừng rỡ nuối tiếc, thì cái trend của SMC là trend đang tăng, cái channel uptrend. Đấy, thì đó cũng là một điều khá là hay. Thì nhà đầu tư có thể nắm giữ để quan sát SMC xem là sẽ đưa mình đến cái miền nào. Đấy, còn một khi mà đã xác định chốt thì chúng ta sẽ xác định là đó là chốt lãi đấy, hoặc là chốt lỗ. Đấy, thì những cái đấy chúng ta cần phải kỷ luật. Nếu mà xét SMC đi theo ngắn hạn thì chúng ta cần phải kỷ luật như vậy. Tiếp đến là HSG cũng vượt đỉnh mới. Đấy, như thế này là ủn vào mông của HPG đây. Nếu mà HPG không chạy thì cũng nặng mông quá. Đấy, thì chúng ta cũng cùng chờ xem. HSG cũng là một mã doanh nghiệp mà năm nay và năm 2020 cho cái kết quả kinh doanh tốt. Đấy, thì nhờ vào cái việc đầu tư công phát triển và một phần là xuất khẩu tôn. Đấy, tôn, mạ, các thứ rất là tốt. Đấy, thì chúng ta cùng tiếp tục xem diễn biến của HSG như thế nào. NKG cũng vậy, năm nay ngành thép lên ngôi quá. Và Hòa Phát cũng thế, lên đi từ 50 mà lên 57. Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm cũng không quá lạ. Đấy, thì Arica đã từng chia sẻ với nhà đầu tư khi mà vượt qua cái mốc catapult point ở tầm 28.8 ấy.
29 thì Nam Từ Liêm có thể đi lên tầm 20 đến 34% nữa. Thế thì cái mốc 34% nó tương đương với giá tầm khoảng 38,4. Thế thì hôm nay Nam Từ Liêm đã có cái mốc giá này, thậm chí là trong phiên có lúc chạm được cái mốc 39,5. Đấy, thì đây là một mã tốt. Nếu mà mình view ra từ 2007 đến ấy, thì chúng ta thấy Nam Từ Liêm sẽ có cái mốc chinh phục cao hơn tầm khoảng 4x, 5x. NDN thì vẫn đầu tư khá là khó khi mà lại quay trở lại test cái mốc 20 năm tương đương với tầm khoảng 21,5. Đấy thì chúng ta lại chờ xem. NBB hơi xấu, cái đồ thị này xấu, nhà đầu tư không nên tham chiến. IDG, đồ thị này khá là đẹp nhưng tự nhiên lại là nước rút. Thì cái đồ thị này á, nhà đầu tư phù hợp với việc nắm giữ hơn là tư vấn trading. Đó, thì chúng ta sẽ chờ. SSC cũng có pha tăng rất là mạnh. Đấy, Sona, DG, Châu Đức. Thì Erica cũng thấy là SSC với cái tiềm lực này và các cái diễn biến hiện nay thì vẫn củng cố và ủng hộ nhà đầu tư nên nắm giữ SSC. IDV, phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đang có một nhịp test này. Nếu mà test thành công ở 61,3 thì IDV có khả năng vượt lên tầm khoảng cái vùng miền cao mới là tầm khoảng 67, 68. AGG, bất động sản An Gia thì đang có một cái nhịp phục hồi từ đáy. Đấy thì chúng ta chờ các cái nhịp test. Nếu mà nó trụ vững và test về tầm khoảng 43 thì nhà đầu tư có thể là tham chiến. PHR đang có cái nhịp tích cực. Đó, cái nhịp này chạm cái mốc của năm 2021 đây. Đã vượt một chút rồi, vượt cái mốc của năm 2021, mốc cản. Thế thì đây là một tín hiệu khá là tích cực đối với PHR. Và nếu mà vượt qua được cái cản ở vùng 55, 56 ấy, thì PHR có thể tiến dần lên cái miền 60. Rồi, bây giờ tiếp đến một mã khác nha. BCM, BCM sau một cái phiên bứt phá lên thì quay trở lại test. Đấy thì không biết là cái test này có sâu hay không nữa. Đấy nhưng mà có cái mốc hỗ trợ càng ngang này, nhà đầu tư chú ý. Còn nếu mà test theo trend ấy thì sẽ test thêm về đến tận 43,6 đấy. Đấy thì nhà đầu tư chúng ta cũng chú ý các cái dấu mốc đấy để chúng ta làm việc cho chuẩn. Ồ, cản ở như chỗ này. Ồ, khá khó đấy. Ừ. Thôi chúng ta cùng chờ đón thôi. EZC, EZC đang có phản ứng tích cực. Đang có phản ứng tích cực. Hướng lên về cái miền là tầm khoảng 33. HDC, Bà Rịa Vũng Tàu cũng tăng mạnh quá, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi bởi vì đang ở cái pha nước rút. Đấy, những ai mà có cổ phiếu này thì nắm giữ. DPG, Đạt Phương tăng cũng mạnh quá. Và với cái nến này thì chúng ta cũng đứng nhìn thôi chứ tham chiến nó cũng hơi gồng quá. HDG, wow, HDG có nhịp tăng tốt quá kìa. Đấy thì HDG và VCI có vẻ đồng pha quá. Thì Erica thấy rằng là tốt. Đấy thì những ai mà mua HDG ở cái miền tầm 51, 52 thì bây giờ đã có quả ngọt rồi. HDG đóng cửa 63,9. Cái mức khá là tốt. BCG cũng cho những cái nhịp tăng trưởng rất là ấn tượng. Đấy thì với BCG thì như Erica cũng có chia sẻ một số cái video trước ấy, là nó có cái dạng đi giống là RE ấy, mặc dù lên sàn được tầm khoảng 2 năm, 3 năm đấy nhưng mà cái cách phong cách đi từ đáy lên của BCG khá là giống RE. Đấy thì và các cái yếu tố cơ bản của BCG cũng ổn. Thế nên nhà đầu tư mà đã mua BCG ở vùng 18 ấy thì là rất là tốt. Có thể có cái lợi thế ngắn hạn để nắm giữ. CRE thì có một cái bước gọi là chán đáy và quay trở lại. Thế thì nếu mà CRE vượt lên được cái vùng tầm khoảng 31 thì là ổn. Đây 30 vượt lên 30,2 và
vươn lên được tầm khoảng 31.8, thì đấy CRE vượt đã vượt khó thành công. KBC đang có những cái nhịp test, nhịp rơi, cái nhịp này rơi để tích lũy chủ yếu là do khối ngoại bán khá là nhiều. Đấy, kèm theo trong nước cũng không mấy mặn mà. Thì cái mốc hỗ trợ gần nhất của KBC chính là tầm khoảng 43.8. Đấy, nếu mà trụ vững được mốc này thì KBC có thể tiếp tục tiến lên. Cái vùng xa, kỳ vọng xa của KBC chính là tầm khoảng vùng 63. Đấy thì các nhà đầu tư cũng chú ý. Đích cũng là một cổ phiếu rất là tốt khi mà rơi sâu về tận 30 và bây giờ lên 37, tăng 20% trong vòng có 2 tuần. Đấy thì đấy chính là đích đích tổng. Ở tình hình hiện tại thì Erica nghĩ rằng đích tổng sẽ cần một cái nhịp pullback tầm khoảng 2-30%, 2 đến 3 giá. Nam Long cũng cho một cái nhịp chạy nước rút. Đấy, lần này mới là nước rút này. Đấy thì đóng cửa của Nam Long là ở mức giá tầm khoảng 49.4, thì đây là một cái mức giá khá là cao trong ngày. Đấy thì chúng ta cũng tiếp tục chờ xem là Nam Long sẽ đi tới đâu với cái sự đóng góp của một thân nến rất là dài như hiện nay. VHM cái nhịp này là đang như là nhịp test. Nếu mà test thành công cái mốc 48 thì VHM có cái khả năng đi lên được cái vùng 85 này. Thế thì chúng ta cùng chờ các cái diễn biến của VHM nhé. BMS đang có diễn biến xấu, chúng ta sẽ bỏ qua. TCI đang có diễn biến tích cực. Dò đỉnh, những ai đang có cổ phiếu thì nắm giữ thôi ạ. ORS đang có một cái nhịp pullback về. Pullback ở đây ORS về đến tận vùng 28. Đấy, và sau đấy thì đang trên con đường đi tìm những cái diễn biến mới. Đấy, thì nếu mà vượt qua được cái mốc 30 thì ORS sẽ có thể vươn lên tầm 33. Đấy, đấy cũng là mục tiêu của chúng ta. HCM thì có cái độ phục hồi nó thấp hơn. Có thể HCM sẽ cần quay trở lại test 37.5. Sau đấy mới bứt phá lên được tầm khoảng 40-42. Thì chúng ta cùng chờ xem. SHS thì khấm khá hơn khi mà đã phục hồi được quá nửa rồi. Và đặc biệt là tình anh em. Tức là ở như cái cây xanh này này đó, nếu mà vượt lên được double double đỉnh ấy, nếu mà vượt đỉnh break lên thì xem như SHS có thể vươn lên được một cái vùng cao mới hơn, đấy chính là cái vùng tầm khoảng từ 384 đến 40.5. Đấy thì cả nhà cùng chú ý cái mốc 38.4 nhé. SSI thì có cái nhịp phục hồi cũng khá là tốt. Với cái tin tức lợi nhuận ra hoặc là các cái báo cáo mới ra thì cũng cho thấy là SSI có những cái thay đổi và nó cũng mới và cũng hút được nhiều khách. Đấy thì chúng ta sẽ chờ đối với chứng khoán SSI xem là có cái nhịp test về vùng tầm khoảng 40,5 41 hay không thì nhà đầu tư có thể tham gia. Tiếp tục là mã MBS cũng đang có diễn biến tích cực giống như mã vừa rồi. Nếu mà vượt qua được tầm khoảng 36.3 thì tiếp đến là VDS. VDS cũng tăng khá là mạnh, đang trong xu thế uptrend. VCI cũng đang tăng và gặp cái cản ở 564 chấm 8. Đấy thì chúng ta nhìn này, cái mô hình rất là nhiều đỉnh. Nếu mà break được qua cái vùng này thì VCI tăng rất là mạnh. Đấy thì cái vùng 64.4 64.5 nha. Cả nhà chú ý. VND cũng quay trở lại giống như là diễn biến giá của công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt vậy. Đấy. Đang ở như cái vùng đỉnh và nếu mà vượt đỉnh thì
ở VND cũng có một cái vùng giá mới rất là wow, rất là wow luôn đấy. Sẽ cao, sẽ rất là cao. Tiếp đến NAB thì cũng đang trong quá trình phục hồi nhân phẩm thôi, chúng ta sẽ bỏ qua. PGB cũng đang trong quá trình phục hồi nhân phẩm, đấy thì có thể mua một phần nhỏ nếu mà thị trường sai thì chúng ta vẫn sửa được. KLB cũng có cái bước tiến khá là vững vàng. Đấy thì mã follow mã KLB cũng khá là khoai đấy. Khá là khó. Đấy thì chúng ta nắm được tình hình này để chúng ta trading trong ngắn hạn cho đỡ, mình đỡ bị phiền toái nhức đầu khi mà bị sai. Còn VAB thì diễn biến giá hơi xấu rồi, ở vùng đáy. ABB cũng có cái nét vừa phải. HD Bank thì đang có nhịp phục hồi, VIB đang có nhịp phục hồi, nhưng mà cũng đang trở lại rồi. Nếu mà VIB mà vươn lên được tầm khoảng 40 thì xem như cái sự trở lại của VIB là thành công. SHB đang có những cái pha nhiễu loạn này rất là khó đoán. Đấy, nếu nhà đầu tư mà đồng hành dài với SHB thì sẽ thấy cái việc SHB tăng giảm mạnh nó không phải là một cái vấn đề gì quá lớn, bởi vì ai cũng mã nào cũng như vậy trên thị trường, ai tham gia thị trường cũng sẽ thấy cái mã mình đang nắm giữ có cái biến động lớn. MSB đang tích cực này với cái mức hỗ trợ tầm 21.8. Thế nếu mà MSB mà vượt được tầm khoảng 22.5 thì có khả năng là làn đã có khả năng là sẽ tiếp tục up lên tầm cái vùng 24. LPB thì cũng giống như CTG. Thế thì đang cố gắng phục hồi lên cái nhịp an toàn, nó cũng giống luôn cả VIC nữa. Đấy. OCB thì lại tích cực với cái mốc catapult point đang chờ đợi, đó chính là tầm khoảng 25.9. Thì chúng ta tiếp tục đợi thôi. Techcombank đang trở lại. Đấy, như Erica có chia sẻ rất nhiều lần rồi, đang tìm đỉnh. ACB đang có một nhịp test về tầm vùng 32. Test thành công thì ACB sẽ tiến lên cái miền 35. MBB đang gặp cái đỉnh cũ ở tầm 29.2. Đấy thì về MBB thì nếu mà có nhịp pullback về tầm 28 thì nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân. CTG đang có nhịp pullback về tầm khoảng 30. Đấy thì những ai mà đã mua hụt CTG thì có thể mua CTG, bởi vì nếu nó trụ vững 30 thì cái trend sắp tới sẽ là trend đảo chiều đấy. Tiếp đến là Thiên Long. Thiên Long thì đang có pha điều chỉnh khá sâu từ mốc 44 mà về đến mốc 41. Đấy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem thôi ạ. VTP diễn biến kém tích cực quá, chúng ta cũng chỉ xem thôi chứ chưa chưa tham chiến được. CTR thì tốt. Đấy, CTR đang hướng về cái mục tiêu 90 100. Ok. VGI cũng đang tốt, VGI đang hướng về cái mốc 38 đã vừa rồi. 39.2 của VGI cũng khá là khó. Vượt VGI thì chúng ta sẽ chờ đến cái mốc tầm khoảng 40.8. MBC cũng đang test lại cái nhịp cuối đây, tầm khoảng 38.9. Test thành công thì có thể lên được tầm 42 và vượt thì sẽ càng tốt. AST cũng tăng trưởng khá là tốt với cái mốc hỗ trợ bây giờ được di rời lên tầm khoảng mùng 50 56. Đấy thì chúng ta chú ý nhé. Tiếp tục SIS thì đang vẫn cái nhịp mà quay cuồng ở trên vùng đỉnh. Đấy, chưa biết chọn lối nào. Đấy, nhà đầu tư chú ý. KSB thì đang có nhịp pullback test cái vùng
cái vùng ở đây là vùng tầm khoảng 37. Nếu mà trụ vững 37, 36.6 đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một cái EB tiếp tục tăng trưởng lên miền 39 và vượt 39. MR, wow, MR đã có phiên rung lắc và ngay phiên hôm nay thì đã tăng, bởi vì như Eureka có phân tích ở cái video đầu sáng hôm nay về nhận định thị trường chung ấy, thì các cái mặt hàng về về kim loại phục vụ sản xuất ấy, nó tăng cao. Đấy, trong đó thì MR gồm có Cu và tungsten, thì hai cái nguyên liệu, cái kho dự trữ của MR đều có lợi cho việc phân phối lại cổ phiếu sau này. FRT vẫn đang trong quá trình dao động để tìm bứt phá lên cái chặng cuối là tầm khoảng 52, 53. ACV đang có nhịp test 85. Vietcombank đang có nhịp test 95. VPBank có nhịp tăng lên và vượt 37,5. Đây là một đặc điểm tốt của VPBank, cập nhật khá là nhanh. Tiên Phong Bank đang có nhịp vẫn tiếp tục hướng về 45. MML có nhịp điều chỉnh giảm. Điều chỉnh này có thể từ cái giá thịt lợn hơi ấy, này vân vân. Thế thì chúng ta cùng chú ý. Tiếp đến MSN cũng có một fan giảm. Đấy, một fan giảm này. Nhưng mà chưa rơi quá 139. Đấy, như thế thì cũng khá là tốt rồi. Tiếp đến gas. Gas hôm nay có một cái pha bứt phá sau khi mà hai lần test và test đi test lại nhưng mà không thủng được mốc 110 thì gas đã bứt phá và hôm nay có cái mức giá cao nhất là 19,1. Rồi chúng ta tiếp tục. VRE đang tiến triển. Ồ, như vậy là đã hết rồi thưa cả nhà. Erika đã review xong tầm khoảng 100 mã nhiều ha. Ok, như vậy là chúng ta vừa lướt qua một loạt các cái màn hình về diễn biến giá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Nếu bạn thấy video này hữu ích đối với bạn thì hãy ấn like, share và subscribe. Và nếu có băn khoăn gì thì các bạn có thể hỏi ở phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau nhé.